Nhóm chuyên gia thực viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ đã phân tích về khả năng bảo vệ Crimea của Nga và nhận định rằng việc Moscow tăng cường các hệ thống phòng không trên bán đảo sẽ khiến chính những hệ thống này có thể dễ bị Ukraine tấn công. Báo cáo của ISVK có đoạn, các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea dường như đang buộc Moscow chuyển thêm vũ khí phòng không đến bán đảo để bảo vệ các căn cứ hiện có và cơ sở hạ tầng hậu cần. Đồng thời, những cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine nhằm vào các trận địa tên lửa có thể khiến bán đảo trở nên không còn phù hợp để sử dụng làm đầu cầu cho quân đội Nga. Các nhà phân tích đề cập đến tuyên bố của người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine, Trung tướng Kirin Budanov, về việc Nga triển khai hệ thống tên lửa S-500 ở Crimea như một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường chiếc ô phòng không trên bán đảo. Theo ông, quân đội Nga trước đây chưa từng sử dụng hệ thống S-500 trong thực chiến và mô tả nó vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Forbes cũng đưa tin sân bay Belbek ở Crimea đang trở thành cái bẫy tiêu hao đối với lực lượng phòng không Nga sau nhiều cuộc tấn công hiệu quả của Ukraine và các trận địa tên lửa gần căn cứ không quân này. Lực lượng Kiev dường như đã phá hủy các cấu phần của 4 hoặc 5 hệ thống S-400 trong các cuộc tấn công gần đây, nhưng lưu ý rằng quân đội Nga có tới hơn 50 hệ thống loại này. Các nhà phân tích Mỹ lưu ý, đặc biệt những nỗ lực hiện tại của Ukraine nhằm thu hút sự chú ý của Moscow và nhằm củng cố chiếc ô phòng không ở Crimea có thể dẫn đến việc nhiều khí tài phòng không của Nga được triển khai tới bán đảo, khiến chúng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. ISV nhận định rằng lực lượng Kiev có thể đang tiến hành một nỗ lực quy mô lớn nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga trên khắp các mặt trận, kể cả ở Crimea. Điều này về lâu dài có thể cho phép Ukraine sử dụng máy bay có người lái hiệu quả hơn, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16. Theo Kyiv Post, lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ của Ukraine hôm thứ Tư vừa công bố hình ảnh và video cho thấy họ đã bắt giữ 24 binh sĩ Nga làm tù binh trong một trận chiến ở Kharkov. Một đoạn video dài 28 phút được lữ đoàn đăng lên mạng cho thấy những người lính Nga bị bắt làm tù binh khi chiến đấu gần thị trấn Vopchansk, điểm chiến sự được cho là nóng nhất ở Kharkov, đang ngồi bên trong một căn phòng rộng. Kyiv Post xác định có hai binh sĩ đã xuất hiện trong một video riêng biệt được đăng tải trước đó hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 6 các phương tiện truyền thông xã hội của quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa tin về hiện tượng một số lượng đáng kể binh sĩ Nga đầu hàng tại Kharkov vào tuần trước, sau các cuộc phản công của các đơn vị bộ binh tấn công Ukraine. Kyiv Post trước đó xác nhận có một số binh lính Nga cũng đã đầu hàng trong và xung quanh thị trấn Vovchansk. Tuy nhiên, dường như số lượng binh sĩ Nga đầu hàng lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine lần này lớn hơn đáng kể hai sĩ quan của lữ đoàn xung kích số 3 tiết lộ với Kyiv Post rằng trong cuộc giao tranh gần đây đã có một số lượng lớn quân Nga đầu hàng. Theo Kyiv Post, phát biểu trong video được đăng tải hôm thứ Tư, 11 tháng 6, các tù binh Nga cho biết các đơn vị của họ đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng Ukraine với sự yểm trợ bởi pháo binh và máy bay không người lái FPV. Một tù binh Nga thậm chí cho biết đơn vị của Anh chỉ còn 7 người sống sót trong một cuộc phản công của Ukraine và đang ở trong một hầm trú ẩn trước khi bị lữ đoàn xung kích số 3 bắt giữ. Các tù binh Nga thừa nhận họ thuộc về lữ đoàn súng trường cơ giới số 28 và trung đoàn súng trường cơ giới số 283. Về phần mình, Nga từng tuyên bố họ đã bắt giữ khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine kể từ khi cuộc chiến với Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Gần một nửa đã bị bắt làm tù binh sau cuộc bao vây kéo dài 85 ngày đối với thành phố cảng Mariupol trên biển Azov. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết khoảng 3 tới 3.500 binh sĩ Nga đang bị Ukraine giam giữ. Tạp chí Newsweek NVK Mỹ ngày 12 tháng 6 dẫn lời ông Andriy Yusov, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất tức giận trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào một sân bay của Nga. Trong cuộc tấn công này, hai chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 vô cùng tối tân của Nga được cho là đã bị đánh trúng. Hãng tin CNN Mỹ dẫn thông tin ban đầu do HUR cung cấp cho hay, một chiếc Su-57 đã bị tấn công trên đường băng của Nga ở Astrakhan, cách chiến tuyến giao tranh gần 600 km. Tuy nhiên, trong thông báo cập nhật tiếp theo, HUR nói rằng có tới hai chiếc Su-57 đã bị hư hại làm rõ tuyên bố của mình trong bài đăng trên Telegram, HUR đăng kèm các bức ảnh vệ tinh và cho biết các hình ảnh chụp số 57 trong ngày 7 tháng 6 cho thấy chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vào ngày 8 tháng 6, thời điểm Ukraine tấn công đã xuất hiện các miệng khố do vụ nổ và những thiệt hại do khỏa khoạn gây ra. Ngày 9 tháng 6, theo Newsweek, một trong những kênh Telegram quân sự có ảnh hưởng lớn của Nga mang tên Finter Bomber đã xác nhận rằng máy bay không người lái Ukraine đích thực đã tấn công sân bay Aktubin một ngày trước đó và máy bay Su-57 đã bị hư hại bởi các mảnh đạn. Song kênh này không nói rõ số lượng máy bay bị hư hại và tình trạng hư hỏng liệu có khắc phục được hay không. Tới ngày 10 tháng 6, công ty công nghệ Masa công bố thêm ảnh vệ tinh chất lượng cao về sân bay Aktubin, cho thấy mức độ thiệt hại của một chiếc Su-57 sau vụ tấn công của Ukraine. Trong bức ảnh có thể thấy bên cạnh chiếc Su-57 bị hư hại, vẫn còn các máy bay khác đậu ở bãi đất trống xung quanh. Ông Rustin Bron, chuyên viên nghiên cứu cấp cao đến từ viện nghiên cứu Russi Anh nhận định, nếu Su-57 bị hư hại nặng, thì đây sẽ là một trong những thành công nổi bật đối với máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Việc sửa chữa những chiếc máy bay tiên tiến như Su-57 sẽ tiêu tốn tiền bạc và thời gian nhiều hơn hẳn so với thông thường. Theo vị chuyên gia, dường như Ukraina đang tập trung vào mục tiêu buộc lực lượng hàng không Nga phải từ bỏ các căn cứ nằm cách lãnh thổ Nga vài trăm km hoặc buộc Moscow phải điều động số lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ chúng. Tạp chí Forbes Mỹ đánh giá tuyên bố của Ukraina về việc gây thiệt hại cho Su-57 là đáng tin cậy. Theo tạp chí này, không quân Nga đang tập trung số lượng lớn máy bay chiến đấu tốt nhất tại trung tâm thử nghiệm bay Aktubin, trong đó có chiến đấu cơ Su-35, UAV Arconic và Su-57, mẫu máy bay vốn được xem là lời đáp trả của Nga dành cho tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ. Su-57 có mặt tại Aktubin vì đây là địa điểm tốt nhất, thậm chí duy nhất có thể kiểm tra khả năng tàng hình độc đáo của chúng. Thông tin mà Forbes có được cho biết, vào năm 2019, đã có ít nhất 6 chiếc Su-57 tại Aktubin. Đáng lưu ý, các máy bay này thường xuyên được để ở ngoài trời và điều đó từng làm dấy lên tranh cãi gay gắt trên diễn đàn dành cho phi công Nga. Kênh Telegram Finter Bomber bình luận, chỉ nhìn riêng mức giá của Su-57 thôi thì chúng đã xứng đáng có hầm trú ẩn. Đề cập tới việc không quân Nga vẫn chưa xây dựng hầm trú ẩn kiên cố cho những chiếc máy bay quý giá của họ. Tạp chí Mỹ cho biết, tình trạng thiếu khẩm trú ẩn kiên cố cho máy bay không phải là vấn đề chỉ của riêng Nga. Ukraine cũng có thói quen xấu là để chiến đấu cơ ngoài trời ngay trong tầm bắn của UAV Lancet Nga, Forbes nhận định. Tuy nhiên, Ukraine tấn công các sân bay của Nga hiệu quả hơn, phần lớn nhờ vào kho máy bay không người lái tầm xa ngày càng gia tăng và việc Nga đưa ra quyết định tương đối chậm chạp. Ví dụ, các chỉ huy không quân Ukraine thường xuyên phân tán máy bay chiến đấu nhiều lần trong ngày, làm phức tạp thêm nỗ lực tấn công của Nga. Song phía Nga thì khác, khi máy bay chiến đấu Nga thay đổi vị trí, đó thường là kết quả của một động thái đã được lên kế hoạch từ lâu. Scramble, website của Hà Lan chuyên theo dõi hoạt động máy bay cho biết, Aktubin đóng một vai trò đặc biệt với Nga. Scramble cho hay, với sân bay, khu vực thử nghiệm rộng lớn, bãi bắn, trung tâm thử nghiệm bay Aktubin đã trở thành một trong những tài sản quý giá nhất đối với Bộ Quốc phòng Nga. Đề cập thêm tới phản ứng của Nga sau vụ Su-57 bị tấn công khi phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine, ông Andriy Yusov, đại diện phát ngôn của HUR, nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đang rất tức giận và bầu không khí trong điện Kremlin lúc này đang rất nóng. Ông Yusov nói, đây là tin tức rất lớn, ông Putin thực sự tức giận, bầu không khí trong điện Kremlin lúc này rất nóng, tới độ có thể cảm nhận được. Người Nga đã cố gắng che giấu và bảo vệ những chiếc Su-57 cẩn thận, chưa bao giờ để chúng bay vào không phận Ukraine vì sợ bị bắn hạ. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng thất bại. Đại diện HUR tuyên bố, hoạt động tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực của Nga bởi Moscow sản xuất những chiếc máy bay tiên tiến này với số lượng hạn chế. Tới nay mới chỉ có vài máy bay đang hoạt động. Ông Yusuf tuyên bố, chúng được sử dụng để phóng tên lửa tấn công các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng của chúng tôi, vì vậy sự trừng phạt với chúng là xứng đáng. Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về mức độ thiệt hại của Su-57 cũng như các tuyên bố của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh lực lượng UAV của Nga phát hiện và tiêu diệt xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Trong quá trình tuần tra trinh sát đêm thường lệ, toàn lính UAV Nga phát hiện mục tiêu là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Abram. Phía Nga đã săn lùng xe tăng loại này trong thời gian dài. Một chắc thủ trong nhóm quân nhân Ukraine bày tỏ tin tưởng rằng hoàn toàn có thể phá hủy khối thép khổng lồ đó nếu đánh trúng điểm yếu của nó. Cụ thể, nhóm binh sĩ Nga đã điều khiển UAV cảm tử lao vào khu vực ngay bên dưới tháp pháo và làm cho chiếc xe tăng của Ukraine bốc cháy. Chiếc vừa cháy vừa lăn bánh thêm vài trăm mét khi tới được cánh rừng. Sau khi kiếp xe này chạy ra ngoài, nhóm quân nhân Nga lập tức tung ra một chiếc UAV thứ hai để khả tiếp nhóm quân nhân Ukraine vừa thoát ra khỏi xe tăng. Nhóm UAV trên cũng đã đánh nhiều xe quân sự khác của đối phương. Bộ Tư lệnh phương Nam Shroudcombe của quân đội Mỹ ngày 13 tháng 6 thông báo tàu ngầm tấn công USS Helena tại căn cứ Guantanamo trong khuôn khổ chuyến thăm cảng thường lệ khi chiến hạm đi qua khu vực do Shroudcombe phụ trách. Shroudcombe cho biết vị trí và hoạt động quá cảnh của con tàu đã được lên kế hoạch từ trước tàu ngầm Helena tới Cuba cùng thời điểm nhóm chiến hạm nga, trong đó có tàu ngầm hạt nhân K-561 Kazan đang neo đậu tại Havana và chuẩn bị tham gia diễn tập với lực lượng nước sở tại. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khiếm khi công khai vị trí tàu ngầm nước này và tuyên bố của SROCOM có thể nhằm gửi thông điệp hoặc tìm cách tránh căng thẳng. Mỹ từng điều tàu ngầm ghé căn cứ Guantanamo ở đông nam Cuba. Chuyến cập cảng của tàu ngầm hạt nhân USS Pasadena tháng 7 năm 2023 khiến quốc đảo vùng Caribe phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Cuba khi đó gọi đây là hành động leo thang khiêu khích. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, Cuba phản đối mạnh mẽ việc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vịnh Guantanamo ngày 5 tháng 7 năm 2023 và ở lại căn cứ quân sự của Mỹ tại đây đến ngày 8 tháng 7 năm 2023. Đây là hành vi leo thang khiêu khích của Mỹ, họ vẫn giấu giếm động cơ chính trị hoặc chiến lược. Biên tập viên quát Adman của TVKZ nhận định việc tàu ngầm Helena cập cảng Guantanamo là sự trùng hợp ngẫu nhiên, song động thái này không thoát khỏi sự chú ý khi một đội tàu Nga đang neo đậu tại Havana. Adman nhận định, rất nhiều hỏa lực hải quân đang tập trung tại khu vực này vào thời điểm căng thẳng. Căn cứ Guantanamo là một trong những cơ sở quân sự ở nước ngoài lâu đời nhất của Mỹ, hoạt động từ năm 1903 tới nay sau thỏa thuận ký cùng năm với Cuba. Bản ký lại năm 1934 quy định thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực tới chừng nào tất cả các bên đồng ý chấm dứt hoặc cho tới khi Mỹ từ bỏ cơ sở này. Chính phủ Cuba từ năm 1959 liên tục phản đối hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này và yêu cầu trao trả căn cứ Guantanamo của Guantanamo, nhưng Washington không đồng ý.